Làm gói mì sao ăn hết đây? Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay tôi sẽ làm lại series nấu ăn cùng Nabi. Lần trước là mấy bạn có kêu tôi là chị Nabi ơi nấu ăn đi, hay là bà Nabi ơi nấu ăn đi, nhưng mà tôi không có thời gian. Hôm nay thì bỗng dưng tôi lại nổi hứng lên, tôi làm một cái video clip về nấu ăn. Hôm nay tôi sẽ nấu ăn cho tất cả mọi người trong Gaming House ăn. Chắc hẳn rằng các bạn đang nghĩ trong đầu, sao hôm nay con Nabi nó tốt vậy? Con Nabi nó có troll ai không? Mấy bạn đang nghĩ trong đầu như vậy đúng không? Nhưng không, tôi sẽ không troll ai hết. Hôm nay tôi làm một video clip về thao mì khổng lồ. Khổng lồ đó mấy bạn. Là mấy bạn có biết khổng lồ thì một mình tôi ăn đâu có được, cho nên là bắt buộc mọi người trong Gaming House phải ăn. Thành ra video clip này Nabi sẽ nấu cho mọi người ăn. Và món ăn của tôi nấu hôm nay đó chính là mì cay. Có một người không ăn được, đó chính là Nabi Phim. Nguyên liệu đầu tiên cho món mì cay không thể thiếu đó chính là mì siêu cay. Và cái thứ hai đó chính là xúc xích này, cá viên này. Ở đây có rất nhiều loại xúc xích nha. Cái thứ ba là trứng gà. Đây là một món mà hình như theo tôi được biết là ông Kero rất là thích. Một tuần ông có thể ăn liên tục trứng gà mà ông không ngán. Người gì á. Cái thứ tiếp theo đó chính là thịt heo xay. Tành quá. Cái tiếp theo nữa đó chính là tôm. Món này là món mà chị Mel với lại ông Vĩnh rất là thích. Chị Mel chắc có lẽ sẽ ăn được cái món này, nhưng mà ông Vĩnh thì để xem lại. Và đây là hai thứ thiếu, cái này thì chắc là món mì sẽ rất là ngán, đó chính là rau. Đây là hai loại cải, cải thảo với lại bắp cải. Xong, nguyên liệu của tôi chỉ có như thế. Chúng ta bắt đầu bắt tay vô và làm việc thôi. Cái đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là luộc mì. Nhiều đây chắc chắn sẽ luộc được 5 gói mì. Trời ơi, 5 gói mì là nhiều lắm luôn đó. 5 gói mì ăn làm sao hết đây. Đây là đống hành. Chúng ta sẽ cắt hết đống hành này vào. Chúng ta phải cắt vô cái nồi nước lèo chứ không phải bây giờ. Đó mì vô. 5 gói mì sao ăn hết đây? Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói sẽ ăn được hết tất cả mọi người trên cuộc đời. Nào cá, nào tôm, nào cua, sắp có tôi ăn luôn cả rau. Vì ba mẹ tôi sẽ không lãng phí đồ ăn. 5 gói mì sao ăn hết đây? Biết sao ăn hết không? Vì tôi luôn chiếc bông đôi. Tào lao quá. Giờ tôi mới thấy tào lao đó. A few moments later. Hình như là chín rồi phải không ta? La 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 la. Chị bay. Giờ mày ăn không? Ổn quá chị ơi. Giờ mày ăn không? Giờ mày ăn không? Nhưng mà bị ổn thôi anh. Mày không ổn. Mày ốm thì mày làm gì đứng mà được. Mày ăn không? Bị ổn. Ăn không? Tại đợi cuối là cần đi bệnh viện không ăn được. Mày dài bị đẹp đó, mày ăn không? Dạ có. Để tới chị đem ra cho em ăn nha. Đừng buồn, nãy giờ là mắng yêu. Ủa nhưng mà chị ơi, em sợ đau bụng lắm. Mai mốt tao nấu cái gì đừng có chỏ mà vô kêu là chị Nabi cho em ăn kẻ. Không, chưa đến ăn cái quần. Chị, ở đó chị nấu nhiều đấy. Tao nấu cho mày ăn đó. Quá ăn bị cay hả? Mày không ăn hết là tao giết mày chết. Em bị mụn, ăn sao ăn được cay? Giờ tao không biết. Giờ mày không ăn được. Mày thôi bị bệnh tim. Bệnh tim liền mà. Tao giả chết bây giờ. Tim bên này, tim bên nào ra, tim bên trái. Tao đã chết nha. Thôi đi đây. Okay, bây giờ chúng ta sẽ đến với nồi nước lèo. Đây là một cái mà quan trọng trong những món ăn đúng không? Nước lèo là nhiều khi nó còn chín hơn cả cái mì. Nước lèo ngon thì mì nữa ngon. Chúng ta sẽ đổ nước vào.
Ta không thấy cảm giác gì trơn á. Ngon. Ngon luôn á. Em thấy ngon mà.
Cay như quỷ. Cay đâu cay, em bỏ hết đống mì, đống gia vị của nó vô luôn. Là nó cay đó. Vậy hả? Ờ. Cay như quỷ. Quay lại, quay lại. Quay lại nha. Quay lại. Cái gì vậy? Mày điên à? Hello. Biến cả trời nó nặng như nhiều thế này. Không, mày phải ăn một miếng đi, mày không ăn tao giết mày đó. Được một miếng. Món mà nó tráng như thế này.
ba cười và ăn hoài vậy? Trả cái nồi là trả tao của người ta đây. Không có ăn chín nào ấy. Kêu cũng ngon, khỏi ăn đi. Ngon. Đây, mình sẽ kêu một con người cực kỳ thích ăn trứng. Quay ngược lại thời gian, người thích ăn trứng là ai? Người thích ăn trứng là ai? Đó chính là ông Kinh Nô. Ăn cái đó. Đồ má. Ghê không? Ghê không? Ngon lắm. Đi ăn. Có tôm đồ tùm lum la, ăn ăn đi ăn. Ăn đi. Nãy giờ quá thì người ăn luôn á, ăn khen ngon chưa á. Anh mới có tinh hoa của cá nữa. Đã tính là mới ăn mì của con chú Bi. Tinh hoa của cá là nước mắm. Nước mắm là từ cá thì em đổ nước mắm vô là tinh hoa của cá. Ồ sao nó nở ra cái từ. Nó nở thấy ghê vậy nè mày. Tại đó nãy giờ mọi người ăn nhiều lắm. Lúc đầu nó đầy là nó trên đây luôn nè. Anh thấy nước nó dâng lên đầy trên đây. Giờ nó ăn hết xuống đây. Nè em để ngày mai ăn thêm được nữa luôn. Ăn còn ngon không đúng không? Đúng rồi, có tôm nữa, anh ăn tôm. Mì cay 7 cấp độ. Trời cái gì vậy? Trứng, trứng, trứng. Em biết anh thích ăn trứng, em đập 3 quả trứng vô. Em làm 3 cái trứng vô, cái trứng gì nó chín tiêu rồi. Nấu ăn gì? Nấu nãy giờ. Ngon không? Chín ngon. Mì cũng ngon hả? Mì cay quá. Thì có bao nhiêu gói mình hạt đeo em quăng vô hết luôn á. Không thể thành của muỗng. Nè anh lấy muỗng hút nước ra anh muỗng. Đã nói mì khổng lồ là cái gì cũng phải khổng lồ đúng không? Từng đũa tới muỗng. Đưa 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 đưa. Ăn mì. Mì, mì cay. Mì. Bye. Ngon quá.